Xin chào bà con. Hôm nay mình cùng với bà con nông dân là chú Lưu đi thăm vườn của chú và kiểm tra cái hiện trạng về cây sầu riêng. Thì clip ngày hôm nay mình quay tại khu vực là xã E Tăng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Mình quay vào ngày 25 tháng 3 2024 này á. Trước tiên mình chia sẻ với con một số cái vấn đề. Thì mình đang có mặt tại vườn của chú. Thì chú bảo là hiện trạng hoa xả nhụy rụng rất là nhiều và lý do vì sao rụng và cần khắc phục như thế nào. Thì hôm nay á, mình đi vào vườn kiểm tra thực tế cùng với chú luôn. Thì thứ nhất á, về cái lượng hoa thì mình cũng chia sẻ với chú á, thì chú để cũng rất nhiều vì lần đầu chú làm nên là mình cũng chia sẻ với con á. Nếu bà con nông dân ta lần đầu làm á, cái này mình chia sẻ riêng thôi, còn đối với những bà con làm lâu năm á thì khác. Vì chú trồng sen cà phê và lần đầu làm hoa sầu riêng á thì mình cũng bảo thôi chú cứ để nhiều cũng được, nhiều lứa hoa ở trong cành cũng được, còn ở ngoài đầu cành thì chú đặt bỏ bớt đi. Vì nếu như những hiện trạng mà chú xử lý không được á, sâu bệnh hoặc là côn trùng kết thúc gây hại hoa hết á, thì mất cái hoa này chúng ta xử lý cái hoa sau thì vẫn còn vớt vát được. Còn nếu như mà bà con dân ta lần đầu làm, ta tỉa thưa hoặc là để vài chùm á, mà nếu ảnh hưởng côn trùng kết thúc gây hại, sâu bệnh hại gây hại trong cái mùa dịch của côn trùng kết thúc gây hại á, thì sẽ hư hỏng hết lứa hoa đó, thì bà con lại mất hết lứa hoa đó không có trái. Vì sao? Vì cái trường hợp này là thực tế mình đến tại vườn nên mình mới chia sẻ cái vấn đề này để tránh tình trạng một số bà con nông dân bảo là làm như vậy thì nó lại khác. Cái này là tùy trường hợp và tùy khu vực nên mình phải chia sẻ vấn đề này riêng. Vì trên video này mình quay là thực tế con xem luôn. Hoa rất là nhiều nhưng mà hoa vẫn mập, cây vẫn khỏe vì trồng sen cà phê á, nên là cái vấn đề mà côn trùng kết thúc rất là nhiều, không thể nào tránh khỏi được. Mình quay và con thấy á, bọ kết thúc gây hại rất là nhiều trên hoa, dẫn đến tình trạng hoa chúng ta teo và không lớn và rụng tháo khớp rất là nhiều. Vì khi mà một tình trạng cây chúng ta tháo khớp và rụng có rất nhiều lý do. Thứ nhất, một là cây phát đọt, cái thứ hai cây nấm bệnh, cái thứ ba không phun được dinh dưỡng dưỡng hoa, dây cuống hoa, cái thứ tư là không tưới được nước, cái thứ năm là thiếu dinh dưỡng và cái thứ sáu là nấm bệnh. Đó là những yếu tố mà bà con nông dân ta thấy là nguyên nhân rụng. Mà trong vườn này thì mình chia sẻ với con nông dân là chú đã xử lý hết, nấm bệnh cũng xử lý rồi, đọt cũng không phát, cũng xử lý chặn đọt rồi, rồi dưỡng hoa dây cuống hoa cũng xử lý, phân bón chung vi lượng cũng bón và phun nấm bệnh cũng phun rồi, nhưng mà côn trùng kết thúc á, thì lại quên khắc phục. Nên qua đó tại sao cái vườn này mình quay rất là thực tế trên hoa, con xem thấy á, bọ trĩ và một số côn trùng kích thúc khác gây hại rất là nhiều trên hoa. Nhưng mà không sao, với lượng hoa còn rất là nhiều thế này thì bà con dân ta khắc phục được. Nên tại sao á, một số bà con nông dân chúng ta hay có hiện trạng gọi là tỉa bông, thì cũng theo trường hợp bà con làm lâu năm mà kinh nghiệm nhiều thì con có thể tỉa được. Còn đối với trường hợp mà thời tiết mỗi năm thất thường và trồng sen cà phê như thế này á, thì không tránh khỏi những cái rủi ro và cái sơ thức ảnh hưởng ra. Nên mình khuyến cáo bà con nông dân á, cứ để bông cho nhiều, khi nào ra trái thì bà con đi tỉa một lần luôn cho yên tâm. Đó là theo quan niệm cá nhân của mình, thì mình cũng chia sẻ từ đầu rồi để tránh tình trạng một số bà con nông dân ta có ý kiến trái chiều. Vì mỗi cái khu vực và mỗi vùng và mỗi cái thổ nhưỡng khác nhau nên mình đều chia sẻ với con. Vì cái hiện trạng năm nay á, có nhiều nhà vườn bị sốc nhiệt vì tháo khớp rụng rất nhiều. Nếu tháo lứa hoa trước thì chúng ta vẫn còn lứa hoa sau. Nếu bà con làm hai lứa hoa thì sẽ khó cho cái việc mà chăm sóc và thu hoạch. Cái đó mình sẽ ghi nhận bà con nông dân. Nhưng mà nếu bà con làm một lứa hoa mà có hiện trạng rụng hoặc sốc nhiệt hoặc tháo rụng hết thì con không còn hoa để vớt vát. Vì với khí hậu 2024 này mình thấy rất nhiều nhà vườn bị như vậy, nên mình cũng chia sẻ với con cứ để hoa nhiều, thay vì hoa nhiều bà con cứ cung cấp dinh dưỡng và phân bón tưới nước đầy đủ, thì những lứa hoa nào bị hỏng thì con vớt vát được lứa hoa sau. Khi nào ra trái thì con tỉa trái thì vấn đề đó cũng yên tâm hơn. Vì lúc hoa thì cây gì cũng vậy, tất cả cái trồng bà con đều biết rồi, hoa rất là nhiều nhưng đến lúc đậu trái thì không còn bao nhiêu, và đến lúc thu hoạch nó là vấn đề quan trọng nhất. Nên khi trồng một cây trồng nào mình cũng mong muốn và chia sẻ con cứ ra trái nhiều một phần. Khi nào tới giai đoạn ổn định chúng ta tiến hành tỉa trái là cũng được rồi. Còn khi mà đi quay kiểm tra cái này và con thấy á, mình quay rất là chi tiết, tất cả các hoa xả nhụy á, và tất cả hoa chuẩn bị nở đều đã bị đen hết rồi, và bị bọ xít chích rất là nhiều và bọ trĩ gây hại trên này rất là nhiều. Nên cây sầu riêng rất là to, rất là xanh đẹp và khỏe, nhưng mà ngược lại tỷ lệ nở hoa ra nào là bị hỏng hoa đó. Nên mà con phải thường xuyên thăm vườn và kiểm tra vườn cho mình. Vì đối với cây sầu riêng mình chia sẻ luôn, những bà con nông dân trồng
lâu năm thì kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng những bà con lâu năm mới có trái bói, mới lần đầu tiên tiếp xúc và trồng cây sầu riêng thì rất bỡ ngỡ đến cái việc này. Nên tại sao những video mình làm đều là những video thực tế và chia sẻ bà con những vấn đề này, thì mình cũng mong muốn cho cái sầu riêng của bà con nông dân ở tất cả các tỉnh thành và những khu vực ở Đắk Lắk nói riêng được mùa được giá, để cho con nông dân ta có những cái động lực chăm sóc. Vì khi làm tất cả cây trồng nào bà con rất là vất vả, và cái đầu việc đầu tư vào cái sầu riêng rất là khó, rất là nhiều, nên mong muốn đậu trái và thời tiết thuận lợi để con dân ta đạt mùa. Việc vấn đề mà sâu bệnh hại và côn trùng chích thuốc và một số yếu tố khác á, thì không thể nào tránh khỏi, thì mỗi năm mỗi khác. Giống như năm nay á, thì vườn của chú trồng sen cà phê nên vấn đề rệp sáp cũng rất là nhiều, nhưng mà vẫn mừng cái là về rệp bông thì không có, và sâu ăn lá hay là sâu gây hại trên hoa cũng không có, rất là ít, hầu như là tỷ lệ rất ít, nên rất là mừng. Nhưng ngược lại thì côn trùng khác như là bọ xít rồi bọ chích thúc hay là bọ trĩ, một số loại khác thì lại có. Nên qua đó mình phải nhắc nhở cho bà con nông dân á, cái công tác thăm vườn á, bà con phải thường xuyên thăm vườn. Ngày hôm nay không có nhưng 2 3 ngày sau hoặc 4 5 ngày sau thì cái côn trùng chích thúc tới gây hại chích cho cái vườn sầu riêng của bà con nông dân chúng ta. Nên cái video này mình chia sẻ vấn đề chính là côn trùng chích thúc gây hại khi hoa sầu riêng nở, nên bà con phải thường xuyên thăm. Cái này là mình thực tế cùng với nhà vườn đi kiểm tra thì bà con mới biết được, chứ còn nhiều lúc mình chỉ hướng dẫn và hỗ trợ tư vấn bà con sơ qua cái hình thức mà nói chuyện điện thoại hay là cái gì đó thì bà con đôi lúc không hiểu được hoặc không thể thăm được trực tiếp vườn. Còn như thế này mình quay vào trực tiếp vườn bà con xem, bà con thấy được cái ưu và nhược điểm của cái vườn sầu riêng thế này. Thì mình nhắc nhở lại bà con là vườn này hoa rất là nhiều, nên mình vẫn chia sẻ với nhà vườn cứ để hoa đi, khi nào đậu trái rồi lặt bỏ cũng được. Mặc dù khi bà con xem video này thì bà con nông dân chúng ta cũng sẽ có rất nhiều ý kiến và rất nhiều cái chia sẻ đối với nhà vườn này, thì những cái đó mình cũng đã chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình rồi, thì nhà vườn sẽ có những phương án khắc phục và tối ưu nhất trong giai đoạn này để có một cái mùa sầu riêng đạt hiệu quả và năng suất cao hơn. Thì năm nay mình cũng thấy là sầu riêng của bà con nông dân chúng ta sẽ nhị không đều, và tùy vùng, có những vùng ra rất sớm, có những vùng bây giờ đã đậu trái, mặc dù những khu vực gọi là muộn nhưng năm nay vẫn sớm. Nên qua đó năm nay cái thời tiết này thì mình cũng mong muốn bà con nông dân chúng ta thăm vườn, kiểm tra vườn liên tục để có một mùa đạt năng suất cao hơn. Thì video này mình quay cũng rất chi tiết về toàn bộ cái việc mà thăm sóc vườn sầu riêng, thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi video, mình sẽ luôn cập nhật những video mới và video hay bên trái cây mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con ạ. À.